Mỹ tốn 7 triệu đô la Mỹ một năm bảo trì du thuyền tịch thu từ tỷ phú Nga. Mỹ muốn đấu giá siêu du thuyền tịch thu của tài phiệt Nga bởi chi phí bảo trì quá tốn kém, lên tới hơn 7 triệu đô la Mỹ một năm. Giới chức Fiji hồi tháng 5 năm 2022 tịch thu du thuyền Amade dài 106m trị giá 300 triệu đô la Mỹ theo yêu cầu của Mỹ. Washington cho rằng du thuyền thuộc sở hữu của Suleyman Kerimov, tỷ phú Nga nằm trong danh sách trừng phạt từ năm 2014 đến 2018 của Bộ Tài chính Mỹ nhằm đáp trả các hoạt động của Nga tại Syria và Ukraine. Truyền thông Mỹ ngày 12 tháng 2 đưa tin giới chức nước này muốn đấu giá Amade nhưng bị Eduard Kudinato, lãnh đạo công ty dầu khí nhà nước Rosneft của Nga từ năm 2010 tới 2013, phản đối. Kudinato tuyên bố Amade thuộc sở hữu của ông và Mỹ không có quyền tịch thu bởi ông không nằm trong danh sách trừng phạt. Theo hồ sơ trình thẩm phán Delho ở tòa án Manhattan, New York ngày 9 tháng 2, công tố viên liên bang cho hay chi phí bảo trì du thuyền hàng tháng là 600.000 đô la Mỹ, tương đương 7,2 triệu đô la Mỹ một năm. Đây là hoạt động cần thiết để đảm bảo giá trị du thuyền đang neo tại cảng San Diego. Chi phí này quá lớn và các cuộc đàm phán yêu cầu Kudinato trả tiền đều thất bại nên phía công tố viên đề nghị thẩm phán cho phép bán đấu giá. Trước đó, các công tố viên cáo buộc Kudinato là chủ sở hữu bù nhìn của Amade. Còn Kerimov mới là chủ nhân thực sự. Thời hạn để Kudinato trả lời yêu cầu của công tố viên là 23/2. Luật sư của ông cho rằng đề nghị bán con tàu thời điểm này quá sớm, kêu gọi thẩm phán Ho từ chối yêu cầu đến khi xác định hành động tịch thu có vi hiến hay không. Du thuyền bị tịch thu trong thời điểm Washington tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với những người được cho là thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm gây áp lực buộc Moskva dừng cuộc chiến ở Ukraine. Nếu chính phủ Mỹ bán đấu giá Amade thành công, tiền sẽ được chuyển cho Ukraine. Công tố viên Mỹ cáo buộc Kerimov đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ khi chuyển hơn 1 triệu USD phí bảo trì Amade thông qua hệ thống tài chính Mỹ. Đủ điều kiện để Washington tịch thu du thuyền. Kerimov và gia đình sở hữu khối tài sản hơn 10,7 tỷ đô la Mỹ, theo Forbes. Ông tích lũy tài sản thông qua công ty khai thác vàng Polyvuk của Nga dù không còn là cổ đông. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.